Hello mọi người, video này thì mình sẽ cho các bạn xem hoa của Ario nở. Đợt này là đợt nở số 2 ở vườn của mình. Hôm bữa có một bông nở nhưng mà bị gián hay chuột gì ăn mất tiêu rồi. Thì ở đây thì hôm nay có 3 cái bông này nở, cái bông kia với bông này là ngày thứ 2, cho nên là bây giờ nó tàn rồi, bây giờ buổi chiều cho nên là tàn. Còn cái bông này á thì hôm bữa gián nó ăn một nửa cái cây nè, đang mất một nửa cho nên nó bị hư mất nửa, nhưng mà vẫn còn cái nhụy cho nên là mình vẫn thụ phấn ha. Thì 2-3 cây này mình đã thụ hết rồi. Ở bên kia thì mình có, ở cái cây này á, nó đang có một cái nụ mới nè, chuẩn bị nở rồi. Cây này chắc, cái nụ này chắc 2 ngày nữa, ngày mai ngày mốt là nở mọi người. Bên này mình cũng có một cái nụ nữa nè, nhưng mà không biết là hai cái đứa này nó có nở cùng lúc hay không, có nở cùng lúc để thụ phấn hay không. Ario của vườn mình thì đợt này nó ra hoa tốt hơn năm ngoái. Đa số các cây mà là Fist và God á, thì nó ra hoa, đều ra hoa hết. Còn mấy dòng khác thì hiện tại thì vẫn chưa. Cái mình dùng cái này để mình che cái, mình bảo vệ cái trái của cái cây Ario này nè, tại vì sợ dán hay chuột mấy bữa nó ăn mấy cái trái lô phô của mình nên mình hay sợ đó. Ở vườn của các bạn đã ra hoa chưa? Tạm biệt mọi người ha.